Rồi, xin chào các em nhé. Ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1 tuần 31 sách thực hành môn tiếng Việt và toán. Các em nhớ là trên kênh của chúng mình thì chương trình sách giáo khoa theo mô hình trường học mới và theo sách đại trà thì thầy đã làm chúng ta đầy đủ chi tiết hai cái bộ sách đó rồi. Vở bài tập tập 1, tập 2, vở luyện toán tập 1, tập 2, thực hành môn toán, bài tập phát triển năng lực của môn toán, thầy đã làm rất là chi tiết cho chúng ta từng bài, từng tuần rồi. Các em nhớ tìm để chúng ta học nha. Đặc biệt là những cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 cũng đều có hết ở trên kênh rồi các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang 96 để chúng ta cùng vào cái tiết học nè. À, như vậy chúng ta sẽ đến với cái bài thứ nhất nè. Thì yêu cầu mình là tính nè. Vậy thì đây là phép tính gì? Trừ các cái chữ số đúng không? Đây là trừ 6 chữ số nè. 2 không trừ cho 8 phải lấy bao nhiêu? 12. Như vậy thì 12 trừ đi 8 thì bằng mấy các em? Bằng 4 đúng không? Đó, viết 4 nhớ gì? Nhớ 1 nè. 4 là các em nhớ 1 là 5. Vậy thì 7 trừ đi 5 thì bằng 2. Được chưa? 3 không trừ cho 5, 13 trừ đi 5 thì bằng 8, viết 8 nhớ 1. 2 là nhớ 1 là 3, vậy thì 5 trừ 3 lại bằng 2. 10 trừ đi 6 thì bằng 4 nè. Viết 4 nhớ 1. 1 này nhớ 1 là 2, vậy thì 4 trừ 2 bằng 2. Như vậy các em sẽ có kết quả là 242.824 nhé. Được chưa? Rồi sang câu B nè. Câu B thì đây là trừ những cái chữ số thập phân. Thì trước hết chúng mình cứ tạm thời bỏ qua dấu phẩy, trừ như trừ số tự nhiên đúng không nào. 10 trừ đi 5 thì bằng 5 nè. Viết 5 nhớ 1 nè. 3 nhớ 1 là 4. Vậy thì 8 trừ 4 bằng 4. Được chưa? 1 không trừ cho 8, 11 trừ đi 8 thì bằng mấy? 11 trừ đi 3 thì bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 8 này kem nhớ 1 là 9. Vậy thì 11 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 2. Viết 2 nhớ 1. 2 này, 1 này nhớ 1 là 2. Vậy thì 5 trừ 2 bằng 3. 4 trừ 2 bằng 2. Được chưa? Bây giờ đến dấu phẩy nè. Các em nhìn số bị trừ có 1, 2, 3. Số trừ có 1, 2, 3. Vậy thì hiệu của nó sẽ lấy là cao nhất là 3 đúng không? 1, 2, 3. Các em đánh dấu. Xong. Rồi sang câu C. 7 trên 12 trừ đi 5 trên 36 nè. Vậy các em thấy nè, đây là trừ 2 phân số. 36 nè có thể chia cho 12 đúng không nè. Đấy, vậy thì mình sẽ lấy cái gì? Lấy mẫu số chung. Ở đây là bao nhiêu? Mẫu số chung nhá. Đây sẽ là 36. Vậy thì 36 chia cho 12 thì sẽ được 3 đúng không? Đúng nào. Đấy, vậy thì nhân cả tử và mẫu của 7 phần 12 với 3. 7 x 3 là 21, 12 x 3 là 3, 36, trừ cho 5 trên 36 này, chúng ta giữ nguyên này, được chưa? Vậy đây sẽ là bao nhiêu? 21 trên 3, 36 trừ cho 5 rồi, trên 36 các em nhé. Rồi, vậy thì mình sẽ lấy 21 trừ đi 5, thì bằng bao nhiêu? 16. Như vậy sẽ là 16 trên 36 này. Đúng chưa nào? Vậy thì anh này mình sẽ cùng chia hết cho mấy? 16 chia được cho 4 thôi đúng không? 16 chia 4 thì bằng 4 nè. 36 chia 4 bằng 9. Đó, vậy mình rút gọn bằng 4/9 nha. Rồi. Câu tiếp theo. 2/3 mà trừ 2/5. Vậy thì đây là hai phân số lại làm sao khác mẫu? Mình không có mẫu số chung, hai mẫu này không chia được đúng không? Nhân chéo lên. 5 x 2 là 10. 3 x với 5 là 10, 15 trừ cho 3 x 2 là 6, 3 x 5 10, 15. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là mấy? 10 trên 10, 15 trừ cho 6 trên 10, 15. Vậy thì 10 trừ đi 6 thì sẽ bằng 4/10, 15. 4/15 có rút gọn được nữa không? Không đúng không? Nó là phân số tối giản rồi.
Rồi, sang bài số 2. Bài số 2 là một phép tính một tổng trừ cho một số. Vậy thì mình sẽ thực hiện phép tính gì? Trong cái ngoặc này trước nè. 36,7 nè, kem cộng với 5,48 nè. Chưa? 8 này 7 4 11 với 1 chứ 1. 6 6 12. Đúng không? 3 nhớ 1 là 4 dấu phẩy nè. Vậy sẽ là 42, bao nhiêu? 18. 42,18 là kết quả trong tổng nè. Trừ cho 16,21. 16,21 nhá. 8 trừ 1 thì bằng 7 nè. 11 trừ đi 2 bằng mấy? 9 đúng không nào? Đó. 2 tức là 12 trừ đi 7 thì bằng mấy? 5. Được chưa? 4 trừ 2 bằng 2. Như vậy sẽ là 25,97. Được chưa? Xong nhá. Rồi đến câu B. Tương tự như vậy thì câu B thì mình lại phải thực hiện phép tính gì? Ở trong ngoặc trước này. 96,5 chúng ta giữ nguyên nè, trừ trong ngoặc nè 82,1 kem trừ cho 18,2. 11 trừ 2 bằng 9 nè. Được chưa? 12 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 3. Đúng không? 8 trừ đi 2 thì bằng 6. Như vậy sẽ là 63,9 nhé. Rồi, các em lấy 96,5 trừ 63,9. 15 trừ 9 bằng 6. 6 trừ đi 4 thì còn 2. 9 trừ 6 bằng 3. Như vậy là 32,6. Được chưa? Đó, xong nha. Rồi, sang bài số 3. Một cái gia đình tháng trước phải trả là 315.000 đồng tiền điện. À, đang gần mùa hè này sẽ tiền điện rất là cao đúng không? 315.000 nè. Do dùng tiết kiệm nên tháng này so với tháng trước trả ít hơn. À, như vậy thì tháng này sẽ là 315.000 trừ đi cái số ít hơn đây đúng không? Đấy, vậy giờ hỏi cả hai tháng. Rồi, bài toán này quá đơn giản đúng không? Đây chỉ là toán lớp 2 thôi. Đúng không nào? Chúng ta chỉ việc là trừ các số này thôi. Vậy thì mình sẽ trả lời là gì? Số tiền gì? Số tiền điện tháng này của gia đình đó là, hoặc là tiền điện của ai, của cái gia đình, của gia đình đó tháng này là. Được chưa? Tháng này sẽ là, các em sẽ lấy số tiền của tháng trước 315.000, các em trừ đi tháng này nó ít hơn 75.500. Rồi mình trừ cái này xem nào. 315.000 trừ 75.500. 00, 10 trừ 5 bằng 5. Đúng không? 5 trừ đi 6, tức là 15 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 9 nè. Viết 9 nhớ 1. 11 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 3. Đúng không nào? Đấy, vậy thì 3 này trả 1 thì còn 2. Vậy sẽ là 239.500 đồng. 239.500 đồng. À, vậy thì tháng này dùng bằng này rồi, tháng trước là 315.000 thì mình sẽ trả lời. Vậy thì tiền điện của gia đình, của cái gia đình đó, ta hỏi là gì? Cả hai tháng đúng không? Cả hai tháng sẽ là, các em sẽ lấy cái gì? 315.000 nè, các em cộng với 239.500 đồng. Được chưa? Rồi, đây chúng ta sẽ cộng nhá. Cộng với 315.000 đúng không nào? Đấy,
0 0 5, 9 5 14 viết 4 nhớ 1, 3 với 2 là 5, 3 với 2 là 5. Như vậy sẽ là 554.500 đồng. 554.500 đồng. Được chưa? Và đến đây chúng ta ghi gì? Đáp số. Như vậy thì cả 2 tháng sẽ hết là 554.500 đồng. Xong. Rồi, sang bài số 4 nè. Bài số 4 ta hỏi điền cái số gì? Có 3 số. 3 số nha. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2010. Biết hiệu của tổng hai số đó và số thứ ba là 2009, tìm cái số thứ ba. À, vậy thì bài toán này thì các em lại phải lập luận như sau nè. 3 số nè, chúng ta gọi cái số này nè. Gọi 3 số nè. Lần lượt nè. Lần lượt sẽ là gì? Là A này, số A, số B và số gì? Số C, các em có thể dùng X, Y, Z gì cũng được. Rồi, theo bài ra thì mình có này, tổng của số thứ nhất, tức là A này, số thứ nhất đúng không? Cộng với số thứ hai, tức là A cộng với B, bằng bao nhiêu? 2010. Được chưa? Đấy. Thứ hai này, biết hiệu của tổng hai số đó. Hiệu của tổng hai số đó với số thứ ba, tức là gì? Tức là hiệu của cái tổng hai số này nè là 2010 nè, trừ cho cái số thứ ba là số gì? Số C này nè, thì lại bằng bao nhiêu? 2009. Đấy. Vậy thì bây giờ mình tìm cái số gì? Số C này thôi. Quá dễ rồi đúng không? Vậy thì số bị trừ, số trừ hiệu. Vậy thì muốn tìm số trừ C thì sẽ lấy số bị trừ, trừ đi cái gì? Trừ đi hiệu. À, vậy thì C đây bằng mấy? Bằng 1. Vậy thì số thứ 3 chính là gì? Là số 1. Được chưa? Đấy, vậy thì số thứ 3 là 1. Đó, xong nhá. Rất là đơn giản đúng không các em? Rồi, và các em đừng quên chia sẻ video và chia sẻ kênh của chúng mình nhá.